Hi, xin chào cả nhà. Gia đình mình hôm nay lên Trí Bảo bây giờ về là cả nhà. Thì về thì chắc cũng không có đồ ăn, không có làm đồ ăn cơm, chắc có lẽ là ghé mua đồ ăn. Chiều nay ghé mua ít heo quay với lại vịt quay về ăn. Mẹ nói quay mua đồ ăn về để quay clip nha cả nhà coi. Giờ đang trên đường về nè cả nhà. Mẹ chào cái mẹ. Chào cả nhà. Nãy giờ không biết quay à? Không, mẹ không biết. Mình lâu lâu mình nghĩ mình lên cháu mình chơi thì thấy cũng vui cả nhà. Đáng lẽ là về sáng đi chiều về. Nhưng mà nghe con mình nó nói bảo nói mẹ ơi lâu lâu mới lên tụi con một lần. Giờ mẹ con không có còn ở đây, giờ ba mẹ cũng như ba mẹ con lâu lâu lên chơi ở đêm với tụi con đi. Rồi thành ra nghe nó nói vậy nghe cũng thương, rồi ở chơi đêm rồi sáng nay mới về. Về thấy cũng vui ở lại chơi đêm. Mẹ Ngân nó nói mẹ ơi ở đây chơi dẫn mẹ đi ăn nhà hàng dữ dằn. Nó cũng nó kéo níu ở lại rồi tối cũng đi ăn chơi với nó. Rồi thấy mình lên con mình nó cũng vui vẻ, mình thấy mình cũng thương, thôi kệ ở lại chơi đêm. Ok rồi, để chút nữa ghé mua heo quay với lại vịt quay nha cả nhà. Chỗ này ngon lắm. Rồi chút tới đó mình quay cho cả nhà coi nha. Chỗ bán heo quay vịt quay nè cả nhà. Chỗ này ông bán mấy chục năm rồi nè. Chỗ này ngon lắm. Có tiếng tâm. Tiếng tâm xưa giờ luôn. Quay đi. Dịch đây ngon lắm các bạn ơi. Hết chê. Ngày bán mấy chục con hả chú? 4-5 chục á. Ngày thứ bảy chủ nhật cả trăm con. Đắt lắm. 4 đứa con nó quay liên tục. 4 thằng con trai nó làm. Đây, thì bây giờ về tới nhà nè cả nhà, tắm rửa rồi xong xuôi hết, bây giờ ăn uống thôi cả nhà nha. Bây giờ đang chờ anh Hiến, đang gọi anh Hiến ra nữa là mời cả nhà lên ăn vịt quay với lại heo quay với cả nhà mình nha. Đấy, heo quay chỗ này với vịt quay này bán ngon lắm cả nhà. Đó, nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Rồi cả nhà bây giờ đông đủ nè cả nhà ơi. Đây có anh Hiến với bò xì ra nữa nè cả nhà. Rồi ba mẹ đây, Quỳnh chào ông bà cô chú không? Con chào ông bà cô chú. Rồi con mời ông bà cô chú ăn với con đi. Chào cả nhà mình, hôm nay đi thành phố và công chuyện về mới về tới thì cả nhà cũng hơi mệt nhưng mà cũng làm một cái clip cho bà con mình xem cho nó vui. Hôm nay có một lễ mình với cháu ngoại mình đây thì mời cả nhà ghé mình ăn vịt quay với heo quay với bánh mì một bữa thay đổi cơm nha cả nhà. Quỳnh đó quá giỏi đó. Chào cả nhà. Trước hết mình cũng không quên, mình cũng xin chào cả nhà đại gia đình của mình đã yêu thương và ủng hộ gia đình mình. Mình cũng cảm ơn hết đại gia đình, ông bà, cô chú, anh chị em và các cháu. Xin chào. Rồi, mọi người tự nhiên bỏ ăn gấp đó con. Quỳnh ăn gì gấp đó con. Quỳnh à, Quỳnh à, Quỳnh có mời mẹ chưa? Con mời mẹ ăn chung với con. Con mời ông bà. Không có nước chấm nó ngon không? Quay ngon quá cả nhà. Không thì chấm nước này thôi, một nữa. Nước này đậm đà lắm luôn á. Chấm thịt miếng ngon. Chấm thử miếng rồi. Chấm thử miếng rồi. Lấy đũa chấm miếng này ăn thử rồi. Ủa ăn là phải chấm với Quỳnh. Miếng ngọt ngọt đã lắm không? Ngọt ngọt ngon lắm. À, ăn gấp bao, ăn nhiều bao? Ừ, thịt ăn con. Này thịt với mì nha, không có khỏi cơm nha. Không có cơm đâu ăn nha. Cái này cũng lạc rồi mà để cho đại gì con được không? Hả? Hay là tự con gấp con ăn được không? À thôi tự gấp ăn thì con lớn rồi, đúng rồi. Ăn nha. Ăn tự... gấp ăn cái nào gấp tới đó đi. Để đi ha. Tập ăn mình nhá. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha cả nhà. À hết, ông cái gút với lại cái dưa leo là ăn dưa leo với tí tô là gút là ok lắm á. Nó không có bị ấy. Hạ gút luôn á. Thôi hả? Ừ.
Ông Thanh ông ăn quá trời đó, ông ăn lúc nào ông ăn dưa leo với tí tô mà. Mình đâu có quýt đâu mà sợ. Ông Hiến nè. Ừ, ăn ăn với mất quá gì đâu rồi ấy. Hết rồi, cái tay cũng hết, ép rồi. Thì ăn nhiều hải sản nhiều nó bị đó cho nên là hạn chế ăn lại. Bệnh gút á. Chứ mày tưởng gì tưởng virus hả? Ừ. Chào chào. Nghe lộ mày tưởng con nó định bệnh như ấy. Bà lên làm với Quỳnh với Mão hết 3 thùng. Quá dữ. Đuối rồi bữa nay cũng đuối nhưng mà vui. Này nó qua Quỳnh Nguyễn ơi vô coi nè, mới hết tóc cho chồng nè. Ok không? Kiểu tóc này ok không? Quay qua đây cái ai. Đó, đổi kiểu đi chứ đừng chơi đầu bằng hoài già lắm. Về đi. Đó. Mới hết xong rồi chưa đó, giờ là hết luôn á. Bảo nó vậy. Chờ anh lên hết mà lên nhậu không? Lên nhậu không có gì hết, bởi vậy. Lên gấm gấm mà hết trước khi nhậu. Chắc phải hết trước chứ lên là lỡ hẹn nữa đó. Ngon quá cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Hết luôn rồi quay clip luôn. Hết cho Vinh Sành ba ly thôi. Thằng đó nay thấy cưng rồi. Ngắm lên đưa tay cho nó nhảy là mình nó nằm luôn. Cưng nó nay lên rồi thấy cưng rồi. Mình thì trung thành với Nhị Quang Nghệ Tây nên anh à. Có một anh hỏi là uống Nhị Quang Nghệ Tây có tốt không? Uống là rất tốt nha cả nhà. Điều hòa huyết áp là giúp ngủ ngon, những người mất ngủ thì uống này rất là hay nè. Nói chung là lợi ích của nó nhiều lắm đó nha. Tiếp khách gì không? Bữa sáng giờ rồi chín kèo hoài nữa. Cái báo nó uống cà phê không bập nữa rồi. Chuyện gì rồi? Mệt. Mệt chứ không? Đưa máy lại tặng vô có gì không? Có không, không bao hàng không vô. Bữa vô không còn chịu quyền cũng bò. Đi, nó có phụ lái rồi không? Hả? Có chạy luôn lái. Quy. Cho lâu dài, phải có người phải theo túc trực mới được. Ừ, nó
còn đỡ rồi. Trăm rè một trăm, mấy nay cũ ít trăm trăm rè. Trăm một lần mấy chục ngàn nè, không nhiều, nhưng mà phải trăm cả đầu một hai năm á, mới hết. Còn ba con, mới đỡ không? Không, không mà khỏe bả, tự đi toilet cũng được. À vậy hả? Sao nó hỏng nào? Không, không bò chứ, không đi được, không bò đi được. À mà nay đỡ đau chưa? Đó. Ờ, vậy mình... Mấy bữa gì không nghe rồi gì? Làm tối này nghe nói không uống bia đâu nè. Được, không cho uống đưa uống tốt. Để cho không cho vui đẹp lắm. Giờ chắc ông đi không nổi là không mua chứ ông đi nổi là không uống rồi đúng không? Thì cho bữa nào nói mình cho uống không à, mà uống một ngày một lon là không có sao hết, cứ ăn uống không đi rồi nhầm đi giúp tiêu hóa thôi. Hôm bữa đưa hai lon uống hết. Thế là thầy quá bị không hết là được. Mày ở mát không biết căng đón à. Mệt, đó mệt. Đó, phải ăn đi nhiều. Tội nghiệp, ở trong đó cả nhà ai cũng thương mình. Ai cũng nói mong mốt mình qua không đi rồi bảo lãnh cho mẹ qua để du lịch đồ lo cho mẹ. Mà mình cũng nói thiệt nha, nói thì cũng hơi sớm nhưng mà thôi, nói cho cả nhà cũng vui, cũng thương mình thì mình cũng nói thiệt. Ly nó bảo lãnh, nó làm giấy bảo lãnh cho mình rồi, nhưng mà nó nói con phải bảo lãnh cho mẹ cũng một cũng lâu lắm mới đi, cho nên giờ con cũng lâu làm giấy, thì giờ nó cũng đang làm giấy rồi đó cả nhà. Thì nó hơi kệ, con bảo lãnh cho mẹ qua mẹ chơi. Còn hả, mẹ muốn ở luôn á thì con bảo lãnh cho mẹ ở luôn, mà mình nói thôi con ơi, con thương mẹ thì con mình lãnh ba với mẹ qua chơi với con là được rồi. Còn ở bên đây á, thì còn chị hai bệnh cho nên mẹ không dám bỏ chị hai, cho nên thôi con thương ba mẹ thì qua chơi du lịch với cho biết chỗ con ăn ở vậy vui rồi, với qua thăm em mình đó là hạnh phúc rồi, chứ giờ ở luôn là mình mình ở không được. Răng thì xấu, răng thì hăng rồi. Răng thì xấu không? Răng thì răng cho đẹp nha, chứ để cái răng xấu á. Dạ, ngon. Ngon không? Mà nhịn đói rồi trưa chứ rồi sao? Dạ, hồi trưa có ăn có một miếng không chán. Hôm bữa tôi còn đi ngoài, bà vô trỏng tứ cây rồi trở lên nha. Thì ta nằm giỏng, không thấy cái giỏng đâu mất tiêu, ai cứu mất tiêu. Rồi lên thấy coi chó có cơm không, thấy một chảo cơm có chăn nước chăn này nó đi đâu nữa không thấy cái giỏng ai cuốn mẹ nó cuốn chứ có nhẹ cái đâu ở trong phường cuốn ra bờ dân nằm gì rồi vô ở nhà mình á cả nhà, con cái dâu rể đồ mình coi như rể, coi như là con trai mình á, còn dâu coi như con gái chứ không giờ cái mặt nó như rể từ nào giờ, nên là cái gì cũng mình cũng lo cho nó như là con ruột của mình, như con trai mình. Mốt tôi nghĩ là con trai đó không hết dễ lắm, từ nào giờ nó tôi nghĩ nó là con trai đâu chứ. Nó coi đó là kêu ông bà nội nha. Hồi mới về, mỗi lần về Bến Tre là mua lần có 15 cây thuốc lên để dành cho hai anh em hút. Mai cho cây thuốc thì có mấy cây. Mà hồi đầu đó không có hơi gấp. Mà nói như thế nào? Chỉnh mình là thuốc dễ. Chỉnh mình là cái loại khác nè. Biết không?
nè, nè, ăn một bánh nữa. Ăn nữa rồi. Mấy miếng thì 3 miếng hay 4 miếng. Có ăn bánh mì không? Thì đâu có ăn đi ngủ. Bánh mì để còn nữa, qua, để qua. Bỏ ăn bánh mì nữa rồi, ăn nữa. Con ha. Con no lắm rồi. Vậy khỏi cơm nha. Mới lấy miếng gì lắm em? Tối nó ăn nữa giờ nhưng mà tôi không lấy giờ miếng nữa. Ừ, lấy gì giống anh nói anh. Đúng rồi. Thịt heo quay. Hả? Lấy thêm lông bia nữa hả? Ừ, nó làm 2 tô liền. Dạ. Qua kia cũng ăn 2 tô. Không biết sao, cái sức nó giờ ăn. Hủ tiếu cũng ăn 2 tô. Đấy, nhà Quỳnh đừng sợ nó ớt. Rõ ràng nó ăn cho thấy nó cũng lo, sợ nó mặt nó kìa chứ ở đó mà sợ nó ớt. Thấy đó. Bạn gái mặt như bo là xấu, đúng không? Đúng. Dân do vậy mà chắc khỏe. Đập bớt xương mà. Xương nhưng mà giờ cũng khỏe. Vẫn nhớ ớm ớm. Lớn tuổi á, lớn tuổi thì tròn tròn thì đẹp. Ốm thì hơi xấu. Bạn gái mà hơi tròn là còn. Nào ra đây ở thì bo. Nào ra đây. Nhà ba thì mất. Hả? Nhà ba thì mất. Này cách ly mà. À bây giờ ở tổng không ai, ở tổng ở đây đỡ hao điện không anh? Không lấy hao điện quá. Trời lạnh nha mà, mặt mới lạnh miết à. Mặt quạt không chịu. Mà nó ở tổng nó xài cũng mà không lại trả tiền chứ ai mà trả. Chết luôn. Nên trả mới là ít thôi. Mà nhắc mà giờ ở đâu cũng tôi có tiền điện không chứ có ai có tiền điện đâu. Khoảng tuần 3 bữa không mỗi lần luôn. Mỗi quạt không à, mỗi dương cưa. Hồi trước cũng lạnh rồi, đông rồi. Rồi, chán lạnh nhất. Rồi nó nó ở nhà, giờ nay thấy lạnh, ở đây giờ thấy hơi lạnh. Thôi, con xin phép bà cô chú qua xuống. Con đụng con, hết chứ nổi đồ ăn rồi. Ừ, con. Sáng Ngọc nó nói, cô chú. Ngọc nó nói, trời ơi mẹ biết không? Chồng con đi về bên cái gì, cái chỗ nó ở mình cũng biết. Lạnh gì mà cái da mặt nó rát nó đau luôn á, lạnh vậy luôn. Nó qua về bển người lạnh tội nghiệp hết á, lạnh rát cái mặt luôn. Nó chưa qua lại cho thời gian nữa hả? Đâu có, chưa đâu, còn về bển còn ở bển rửa cửa nên mới về. Để lấy hàng quá hả? Ừ. Giờ đâu có hàng bán đâu. Nó đừng qua đâu, à, Hàn Quốc hả? Nó về nhà, nó chưa gần á. Ờ, thay vì ở bên chỗ Huy ở mà. Hôm trước qua, đem qua mà bán hết rồi. Giờ đâu tính, đâu có bán hết, nhanh dữ rồi, người qua quá trời. Mua lạnh này qua hôm nay ở, ngắn còn nó bớt. Đó, vậy là cái mùa nào cũng nghĩ rồi đó. Bên kia lạnh con về đây trốn. Có ăn sườn cừu được không? Được không? Được. Sườn cừu mà nó ướt ngon, nhưng nó ướt ngon thiệt là ngon. Mai hút thì em biết rồi. Đã nó ướt hả? Ừ. Ông mình lấy cái ướt Hàn Quốc cơ của Ly mua về á. Để nó ướt luôn rồi nướng. Cũng ngon. Kìa mấy cái chai đó đó. Đem ra nước. Video chắc cũng khá dài rồi đó nha. Thôi nó chứ cũng thôi. Hôm qua mình đi lên Sài Gòn. Lên đến cái vợ bảo nói mẹ giờ lâu quá mẹ không lên. Giờ mẹ lên mẹ mà ở chơi đêm đi con dẫn mẹ đi ăn. Mình quên gì mà chạy vòng vòng á, mình biết quên tên nữa. Buffet, nấu món chiên. À, buffet mà cái gì chạy vòng vòng nó biết nữa. Được không? Dẫn đi ăn. mấy người phụ nữ sướng, đàn ông ở nhà nhậu xong rồi ngủ luôn, đâu được đi đâu, được ăn bốn ngày nữa rồi. Mấy ông mấy nhà nhậu, còn mấy người đàn bà phụ nữ người ta đi ăn. Còn nên lên cái mai cô chú ơi, kết thúc video này không? Cô ba mà cô chú lên. Con với ba bà cô chú. Giúp con bà cô chú một ngày tốt đẹp. Ông bà cô chú nhớ không?
nhà, video cũng dài cả nhà. Hẹn cả nhà ở video sau nha. Cảm ơn cả nhà thời gian gần đây đã ủng hộ kênh của nông dân quá trời luôn. Xin chào cả nhà, nghe hẹn lại bữa cơm chiều ngày mai. Nhất là những bạn bên kênh của Ngọc chạy qua cũng nhờ Ngọc giới thiệu á, cho nên nhiều người qua đăng ký quá. Rồi có nhiều người hỏi sao không để cái người đăng ký lên cho mọi người xem, tại vì thấy ít quá nên để cũng ngại quá nha, cho nên là ẩn đi. Khi nào lấy nút bạc thì cho cả nhà xem luôn. Mà nút bạc chắc lâu lắm. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà cũng yêu thương gia đình mình. Rồi mình cũng cảm ơn ở trong đó ông bà, cô chú, anh chị em, con cháu ai cũng khen khen mình. Mình thấy mình cũng vui quá cả nhà ơi. Thôi mình cũng cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chúc cả nhà bình an, sức khỏe. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye. Bye bye. Trời ơi, nó ăn không? Rồi, trời ơi.